Chào các em. Hôm nay các em đến với tiết 20 ôn bài hát đi cắt lúa và tập đọc nhạc số 6. Cô mời các bạn đến thân với thầy Minh Lương. Mời các bạn. Lặp lại lần nữa. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với phần 1 ôn bài hát. Mời các bạn xem hình ảnh. Đây là những cánh đồng lúa của Gia Lai nhìn từ trên cao. Chúng ta cùng nghe lại bài hát Đi cắt lúa của dân tộc Hơ Rê, có thể hiện một số những hình ảnh rất là dễ thương ở trên cánh đồng Gia Lai này. Chúng ta vừa ôn lại bài hát Đi cắt lúa của dân ca Hơ Rê. Bài hát này có giai điệu vui tươi, dễ thương, lời ca gần gũi, thể hiện niềm vui sướng trước thành quả lao động và đem đến cho chúng ta một ý nghĩa rất to lớn, đó là cần trân quý, gìn giữ tài sản thiên nhiên đã mang lại cho con người chúng ta. Chúng ta qua phần 2, tập đồng nhạc số 6. Trích từ bài hát Xuân về trên bản của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ và một số nét chính để giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sinh năm 1936, quê ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Các sáng tác thuộc thể loại truyền thống cách mạng Việt Nam, âm nhạc gần gũi với âm hưởng dân gian và tiếng hát giữa rừng bắc bó là một trong những bài hát quen thuộc và nổi tiếng.
Chúng ta qua phần nhận xét bài tập đọc nhạc Xuân Về trên bảng. Bài này viết ở nhịp 2-4. Nhịp 2-4 là nhịp có hai phách trong mỗi một ô nhịp. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ. Về hình nốt, có nốt đen, liên hai nốt móc đơn, nốt trắng, nốt đen chấm dôi, liên ba nốt, trong đó có hai nốt móc đôi. Các bạn chú ý trong bài có sử dụng dấu luyến. Và sử dụng rất nhiều chỗ liên 2 và liên 3. Chia câu. Câu 1 hết dòng 1, câu 2 hết dòng 2, câu 3 hát đến nốt đầu dòng cuối, câu 4 còn lại. Và bài tập đọc này chúng ta tập với tốc độ vừa phải. Cô mời các bạn lắng nghe và cùng tập đọc. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố nhanh những nội dung chúng ta đã học ở tiết 20 hôm nay. Hãy subscribe.
hướng dẫn về nhà. Mình sẽ chép bài tập đồng nhạc vừa học vào tập, hát thuộc bài hát Đi cắt lúa và bài tập đồng nhạc vừa học có kết hợp vỗ tay theo nhịp. Chúng ta xem tiếp bài một số thể loại bài hát trong sách giáo khoa trang 42 cho phần bài học tiết sau. Cảm ơn các em và chúc các em có thêm lời ca tiếng hát.